Xin kính chào toàn thể anh em. Mình lại vừa về được Sơn Sui QLX 7500, rất đẹp. Và này có mức giá của mình là 21 triệu 500 ngàn. To vật vả luôn. Khi mà chiều ngang nó lên tới 60 và chiều cao là 20. Nói chung to khủng bố lắm. Nhìn nó khủng. Nền đồng hồ Daido màu xanh dương nhìn nó nổi bật, nó đẹp cái mặt trước anh em ha. Đây là bốn đồng hồ vu. Khi mà đánh nhạc thì bốn cái vu này nó vẩy vẩy vẩy, nhìn nó đẹp, nó kiểu nghệ sĩ lắm, rất đẹp luôn. Cái đôi cái con này thì nó có thể chơi được bốn cặp loa cùng lúc. Đây vỏ gỗ, mặt phay nhôm rất đẹp. Những cái nút họ làm, những cái rảnh, nói chung con Omni này anh em nhìn tổng thể nó đẹp mà nó nghệ sĩ lắm. Nhưng mà giá nó hợp lý chứ không phải đắt như kiểu 9090 của Sơn Sui thì nó hơi cao. Anh em chơi con này cũng to vật vả kiểu như vậy nhưng mà giá nó lại mềm. Ở bên trong nó chơi 8 con sò sắt hiệu Saken. Anh em thường hay dùng con này để ghép với loa Pioneer CS99A này, 88A, 77A, Sơn Sui X8, X9 cũng rất là tốt khi mà mình nghe băng cối hoặc là nghe nhạc vàng. Đó. Còn về điện áp thì con này đa dòng điện, nó sử dụng điện 100V, điện 117V, 220V, 240V. Anh em có thể chuyển điện từ bên trong để sử dụng theo cái mục đích của mình cho nó tiện. Còn về chất lượng thì anh em mình bao đẹp cho anh em. Anh em có thể liên hệ để mình chụp hình từ mọi mặt gửi cho anh em. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.